Ui, cái gì đấy? Ui giời, to giữa Rufy to này. Được. Nào, khoan, giơ lên chụp ảnh, giơ ngoài kia để chụp tấm ảnh nhá. Ok. Vãi thật. Sao làm một phát một phát. 5 con. 5 cái bàn tay bé. Hôm qua đang làm 30 12. Hôm qua chồng phát 12 con. Mệt đẹp quá à. Giống như cái kiểu nó đang bơi mà mình nhấn cái nút tạm dừng á. Nó dừng hết lại vậy. Ô trời. Vậy là ly rồi. Xui. Nằm. Cái đen là khoảng trắng. Được mò. Ôi trời ơi, sầu lắm. Nó đang trong vật đấy ạ. Sầu lắm, nhìn thấy rồi mà sầu lắm. Từ đây đang cấm hiểu nó to. Biển nó xiên, bắn nó bẩn lắm. Bì thắt chứ nhá. Bì cho bác cho khỏe. Sao? Bác thì hỏi phim. Bác khác gì thì là hỏi bố phim đấy. Bác hai thì đưa đòn mà. Có thấy cái nào đâu mà. Phản đô phi. Đô phi không là đô phi. U này, nó chạy rồi. Tên kia là cống tên. Không thấy con nào to đâu. Đây này, nó đấy. Thì quá. Lên cái cống kia bật mặt cái nắp kia. Nó cống ao nó chảy ra ngoài. Không. Sao đâu. Nó vẫn không có cống. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ chơi mắc công suất đánh đô phi. Không có một con nào. Tiếng máy đã thay đổi nhưng mà rất tiếc không có cá.